Thì choáng thì tiếng Anh người ta gọi là sốc. Thì choáng và sốc nó là những tình trạng, một tình trạng có thể là do nhiều nguyên nhân khác nhau. Và ở đây hôm nay anh sẽ giới thiệu cho các bạn những cái nguyên nhân mà thường các bạn thường gặp trong sốc hay là choáng, và một cái nguyên nhân mà các bạn thường hay gặp, như anh đã nói hồi nãy, những trường hợp mà bạn ở đây anh tập trung vào cái chuyên môn của các bạn, là các bạn làm nha, thì thường đó, thứ nhất đó là bạn cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp ở trong trường hợp là bệnh nhân bị sốc phản vệ. Thì những bà này vừa có cái sốc phản vệ cho các bạn để các bạn biết xử trí, và cái thứ hai nữa là các bạn biết cấp cứu trong những trường hợp là sốc phản vệ mà nặng độ 4 á, bệnh nhân ngưng tuần hoàn hô hấp, thì chúng ta có thể tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân được. Bởi vì chúng ta có thể gặp những trường hợp này khi mà chúng ta tiến hành, ví dụ những sử dụng các thuốc bệnh nhân, đặc biệt là thuốc gây tê, các bạn sử dụng với nha, các bạn sử dụng thuốc gây tê rất là nhiều, thì khi đó có những cái nguy cơ khi mà chúng ta sử dụng thuốc gây tê. Bởi vì thuốc gây tê là một trong những cái nguyên nhân thường gặp khi gây sốc phản vệ ở người chúng ta. Thì định nghĩa sốc hay là choáng, đó là một tình trạng sinh lý bệnh đặc trưng bởi sự giảm tưới tưới máu, những sự giảm oxy của mô. Thì bất kỳ cứ nguyên nhân nào đó mà gây tình trạng giảm oxy mô thì gọi là chung là sốc. Và cái tình trạng giảm oxy đến mô này có thể hồi phục hoàn toàn hoặc là có thể kéo dài, dẫn đến tình trạng bệnh nhân tử vong luôn. Bởi vì khi mà chúng ta không giải quyết được cái tình trạng mà choáng hay là sốc của bệnh nhân đó, thì khi đó oxy đến mô sẽ giảm, đến một lúc nào đó thì tế bào nó sẽ bị chết. Mà khi tế bào chết thì những tế bào từ các cơ quan nó chết dần, và cái cơ quan nó sẽ bị suy, và bệnh nhân sẽ dẫn đến tình trạng bệnh nhân tử vong. Thì choáng nó sẽ phân loại là gồm ba cái dạng mà chúng ta thường hay gặp, đó là choáng giảm thể tích, choáng tim và choáng phân bố. Thì choáng giảm thể tích đó là những cái choáng mà gây ra giảm thể tích trong lòng mạch của bệnh nhân, ví dụ do bệnh nhân có thể mất máu hoặc là nguyên nhân nào đó, ví dụ bệnh nhân mất nước, mất dịch gì đó mà làm giảm thể tích trong lòng mạch của bệnh nhân. Ví dụ một người bình thường chúng ta sẽ có thể tích trong lòng mạch là khoảng 5 lít máu, vì nguyên nhân nào đó bệnh nhân mất nước hay là bệnh nhân bị mất máu gì đó, bệnh nhân giảm thể tích đó thì có thể gây ra tình trạng choáng hay là sốc bệnh nhân. Trường hợp thứ hai, choáng tim thì do tình trạng suy bơm của tim, tức là bình thường tim nó co bóp đủ một cái lượng máu để mà đi nuôi cái cơ quan, một lý do nào đó mà tim nó không thực hiện đủ cái chức năng của nó thì máu đến các cơ quan giảm, thì dẫn đến giảm tưới tưới máu cho các cơ quan, giảm oxy đến mô, thì khi đó có tình trạng choáng. Hoặc là choáng phân bố, có nghĩa là bệnh nhân không có mất máu, mất dịch gì hết, thể tích tuần hoàn vẫn bình thường, tim vẫn co bóp đầy đủ, nhưng mà khi này cái mạch bệnh nhân nó giãn ra rồi, bệnh nhân giãn ra rồi, do nó cũng làm giảm giảm cái lượng máu đến mô. Thì những nguyên nhân cụ thể của từng cái loại choáng, chúng ta sẽ có choáng giảm thể tích, choáng tim và choáng phân bố. Thì đối với những từng loại những choáng này, chúng ta sẽ có những nguyên cụ thể. Thứ nhất là choáng giảm thể tích, chúng ta sẽ có là choáng chấn thương, là chấn thương. Thì những cái trường hợp mà bệnh nhân chấn thương gãy những cái xương lớn hoặc là những đa chấn thương á, những thể là chấn thương ổ bụng, mỡ gan, vỡ lách gì đó, thì khi đó bệnh sẽ mất máu rất là một lượng máu rất là lớn, khi đó có thể dẫn đến tình trạng choáng bệnh nhân. Hoặc là bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa, mà bệnh nhân bị nguyên nhân nào đó, ví dụ bệnh nhân lét dạ dày tá tràng, hoặc là bệnh nhân bị vỡ tĩnh mạch thực quản, hay bệnh nhân chảy một lượng máu nhiều vào trong đường tiêu hóa làm cho giảm cái thể tích lòng mạch, thì bệnh nhân cũng dẫn đến tình trạng giảm choáng giảm thể tích. Hoặc là bệnh nhân vỡ những cái túi phình ở động mạch chủ, khi đó máu nó sẽ, bạn biết động mạch chủ rất là lớn, áp lực rất là cao, bởi vì bơm trực tiếp từ tim ra, do đó thì khi mà vỡ những cái động mạch này do chấn thương hoặc là do những bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nhân bị xơ vữa, bệnh nhân bị phình động mạch gì đó, nó vỡ ra sẽ làm máu tràn vào trong trung thất, bệnh nhân sẽ bị tụt huyết áp rất là nhanh, choáng giảm thể tích rất là nhanh. Hoặc là gì vỡ những cái khối máu tụ, hoặc là bệnh nhân bị viêm tụy xuất huyết chảy máu, mất máu vào trong ổ bụng, là bệnh nhân bị gãy xương, thì những trường hợp này mình cần phải lưu ý, đặc biệt là gãy những cái xương lớn, ví dụ mà đi thấy chấn thương gãy, ví dụ gãy như gãy xương chậu, gãy xương chậu có thể mất từ 1 tới 1,5 lít máu, khi đó bệnh nhân có thể bị choáng chấn thương choáng giảm thể tích. Hoặc là những trường hợp bệnh nhân mất thể tích lòng mạch do các nguyên nhân mất dịch, tức là máu bệnh nhân không có bị mất ra,
nhưng mà cái máu nó bị cô đặc dần do tình trạng mất dịch. Ví dụ bệnh nhân bị tiêu chảy kéo dài, và bệnh nhân nôn mửa nhiều, là bệnh nhân không bù đủ cái lượng dịch mất hàng ngày. Đi thường gặp hay những trường hợp mà bệnh nhân nhập viện điều trị á, thì chúng ta theo dõi không kỹ, nhất là những bệnh nhân mà ví dụ bệnh nhân bị giảm tri giác, như bệnh nhân bị tai biến mạch máu não đi, bệnh nhân không có ăn uống được. Cái chuyện ăn uống hoặc là cái chuyện truyền dịch nó phụ thuộc hoàn toàn vào chúng ta, thì chúng ta không đảm bảo cung cấp đủ cái lượng nước cho bệnh nhân, thì có thể bệnh nhân vào cái tình trạng giảm thể tích do mất dịch. Hoặc là những bệnh nhân bị bỏng, thì khi mà bỏng này á, các bạn khi mà thấy khi mà bỏng chúng ta sẽ có những cái bóng nước. Ở những bệnh nhân bỏng nặng á, thì cái bóng nước này sẽ càng to, và bóng nước này chính từ xuất phát từ cái dịch trong lòng mạch nó đi ra ngoài. Từ cái dịch trong lòng mạch, dịch nội bào, tất cả cái dịch nó đi vào trong cái bóng nước đó. Thì khi mà bệnh nhân bị bỏng á, thì bệnh nhân sẽ mất một cái lượng dịch rất là nhiều nha. Đặc biệt là khi các bóng nước thì nó vỡ ra rồi thì bệnh nhân cứ bị dịch từ trong cái vị trí đó cứ rỉ ra liên tục, thành ra bệnh nhân sẽ mất một lượng nước rất là nhiều. Do đó bệnh cần phải bù lại cho bệnh nhân. Hoặc là bệnh nhân mất dịch vào cái khoang thứ ba, tức là khoang giang bào á, ví dụ trong những trường hợp tắc ruột, bệnh nhân bị viêm tụy hay là bệnh nhân sơ gan. Trường hợp tiếp theo là chó phân bố, thì chúng ta gặp trong chó nhiễm trùng. Thì ở gặp những trường hợp này, đó là những trường hợp mà bệnh nhân bị nhiễm trùng, mà vi trùng nó đi vào máu hoặc là nó từ một cái vị trí nào đó nó tiết ra những cái độc tố. Thì cái độc tố vi trùng này sẽ làm cho mạch bệnh nhân nó giãn ra. Và khi mạch bệnh nhân giãn ra cùng với thể tích bình thường là khoảng trung bình 5 lít máu đó đó, khi mà mạch bệnh nhân co thì áp lực trong đó nó sẽ cao, nhưng mà mạch nó giãn ra rồi thì cái áp lực trong lòng mạch sẽ giảm xuống. Tiết diện nó càng cao thì cái áp lực nó sẽ càng thấp, thì khi đó cái lượng máu huyết áp bệnh nhân sẽ càng giảm, và cái lượng máu đến tưới đến mô nó sẽ giảm theo. Thành ra chó nhiễm trùng này sẽ gây cái tình trạng giảm tưới oxy, giảm tưới máu mô, giảm tưới oxy mô bằng cách là nó gây giãn mạch. Hoặc là các trường hợp mà đáp ứng toàn thân, ví dụ như trường hợp bệnh nhân viêm tụy cấp, bệnh nhân phỏng hoặc bệnh nhân đa chấn thương. Một trường hợp nữa anh nói với các bạn thường có thể gặp, đó là bệnh tình trạng phản vệ. Thì phản vệ này cũng là một cái tình trạng phản dị ứng thôi. Các bạn thường hay gặp dị ứng là nhiều rồi, còn phản vệ này là một trường hợp dị ứng đặc biệt nữa, tức là cơ thể nó phản ứng một cách quá mức. Và cái tình trạng phản ứng đó nó sẽ gây ra một cái chuyện là bệnh nhân bị giãn mạch, gây ra tình trạng tụ huyết áp. Và khi giãn mạch đó thì các dịch nó sẽ thoát ra ngoài lòng mạch, làm cho thể tích tuần hoàn bệnh nhân giảm một cách đáng kể, khi đó gây tình trạng choáng bệnh nhân. Và tiếp theo nữa đó là những cái phản ứng của thuốc hoặc là độc chất. Thì đây một số côn trùng nó cắn thì cái độc chất nó vào nó sẽ làm gây giãn mạch. Cái trường hợp suy thượng thận cấp thì các bạn biết là suy thượng thận chúng ta nó tiết ra một cái loại hormone để điều hòa muối nước trong cơ thể là aldosterone. Khi mà corticoid, khi mà cơ thể mà suy thượng thận cấp này mình giảm tiết loại hormone đó, thì khi đó cái lượng dịch trong cơ thể nó sẽ giảm xuống, mà bệnh nhân sẽ dễ bị sốc ngay do giảm phân bố. Tiếp theo là choáng tim. Thì ở đây chúng ta sẽ có các bệnh lý về cơ tim, ví dụ bệnh lý cơ tim phì đại là cơ tim giãn nở, làm cho giảm sức co bóp cơ tim. Hoặc là bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim. Thì khi mà bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim á, thì nếu như mà giảm cái tình trạng nhồi máu này, nó làm cho cái thất trái nó giảm sức co bóp, thì khi đó sẽ làm giảm cái lượng máu đẩy ra khỏi tim trong kỳ tâm thu, thành ra sẽ làm giảm cái lượng máu đến mô. Hoặc là những trường hợp nhồi máu cơ tim thất phải thì rất dễ gây tình trạng tụ huyết áp, mà khi mà tụ huyết áp như vậy thì dẫn đến giảm oxy mô. Hoặc là cái bệnh lý từ cơ tim, hoặc là bệnh cơ tim chóng váng sau thiếu máu, hoặc là bệnh nhân bị ức chế cơ tim do nhiễm trùng. Một trong những biến chứng của nhiễm trùng là có thể khi bệnh nhân suy rất là nhiều cơ quan, ví dụ như suy gan, suy thận, và trong đó là có thể ảnh hưởng đến cả tim bằng cách nó ức chế hoạt động của cơ tim, bởi cái độc tố của vi trùng nó làm ức chế hoạt động của cơ tim. Choáng tim mình còn gặp trong những trường hợp là bệnh nhân bị nhịp quá nhanh hay quá chậm. Nếu như bệnh nhân bị nhịp quá nhanh á, thì khi đó thời gian tâm trương nó sẽ ngắn lại, do đó cái thời gian đổ đầy
thất trái nó sẽ giảm xuống, và khi đó tim co bóp ra thì nó cái lượng máu trong thất trái nó giảm, do đó bệnh nhân sẽ bị tụt huyết áp, hoặc là bệnh nhân nhịp tim quá chậm thì cái cung lượng tim nó cũng giảm xuống. Bệnh nhân có các bất thường về cơ học của tim, ví dụ bệnh nhân bị ở van hai lá hay là mở ở van động mạch chủ cấp, thường gặp trong những trường hợp bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, nó làm đứt cơ nhú của cái sợi cơ nhú của van, làm cho cái van này bị hở một cách cấp tính, khi đó có thể làm cho bệnh nhân bị choáng và giảm cái lượng máu đẩy ra khỏi tim. Hoặc là bệnh nhân trong khi bệnh nhân bị thông liên thất, hoặc là bệnh nhân bị vỡ phình vách thất, thì khi này cũng có khả năng gây tình trạng choáng tim. Ví dụ ở đây tim chúng ta, ví dụ những trường hợp mà vỡ phình vách thất thì ở đây là vách liên thất, ví dụ bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, vị trí nuôi nhồi máu cơ tim ở cái động mạch mà nuôi cái vị trí vách liên thất này, thì khi đó cái vách liên thất này nó bị thiếu máu nuôi, nó sẽ bị hoại tử, và khi đó nó sẽ bị vỡ cái vách này ra, thì khi đó có sự thông thương giữa cái thất phải và thất trái, thành ra sẽ có tình trạng rối loạn huyết động, khi đó bệnh nhân sẽ bị làm giảm tụ huyết áp bệnh nhân. Thì đây là sơ đồ tóm gọn về cái cơ chế bệnh sinh của sốc ở bệnh nhân. Mình sẽ có cơ chế giảm thể tích, ví dụ như bệnh nhân mất dịch xuất huyết gì đó, hoặc là bệnh nhân bị tắc nghẽn gây choáng tim, ví dụ như bệnh nhân có bị chèn ép tim do tràn dịch ngoài tim, hay là một cái khối u nó chèn vào tim, hoặc là bệnh nhân tại tim, ví dụ bệnh nhân bị các bệnh lý về hoại tử cơ tim, ví dụ như bệnh nhồi máu cơ tim, hoặc là các bệnh lý về cơ tim, thì đều làm giảm cái cung lượng tim hết, mà cuối cùng dẫn đến tình trạng cuối cùng đó là bệnh nhân bị giảm tưới máu mô, giảm oxy mô, mà dẫn đến bệnh nhân tử vong. Hoặc là bệnh nhân bị rối loạn về phân bố, ví dụ như trường hợp sốc nhiễm trùng hoặc là sốc phản vệ, thì khi đó cái lượng máu, cái khối lượng dịch nó sẽ phân bố vào khoang thứ ba, làm cho giảm cái khối lượng tuần hoàn, và cuối cùng dẫn đến tình cảnh chung đó là bệnh nhân bị giảm huyết áp, và cuối cùng dẫn đến tình trạng là bệnh nhân sốc và suy đa cơ quan và tử vong nếu chúng ta không điều trị kịp thời. Thì đó là cơ chế của sốc, nó sẽ có 3 loại như vậy. Còn triệu chứng chung của 3 loại này nó đều biểu hiện các triệu chứng giống nhau. Đầu tiên là về huyết áp thì chúng ta sẽ có tình trạng là bệnh nhân bị tụt huyết áp, nghĩa là huyết áp nó giảm hơn so với mức bình thường. Thì ở mức độ là khi mà huyết áp tâm thu dưới 90mm thủy ngân, hoặc là huyết áp trung bình chúng ta ở dưới 60mm thủy ngân, thì khi đó chúng ta sẽ chẩn đoán là bệnh nhân có tình trạng sốc thông mộc, những cái chuyện mà chúng ta đo huyết áp. Hoặc đối với những bệnh nhân mà bệnh nhân bị tăng huyết áp trước đó, thì bệnh nhân chỉ cần giảm cái mức huyết áp là 40mm thủy ngân so với trị số ban đầu. Ví dụ như bệnh nhân có tăng huyết áp trước đó, huyết áp thường bệnh nhân thường là khoảng 160, thì khi mà bệnh nhân giảm, ví dụ bệnh nhân còn huyết áp còn 100, thì nếu như chúng ta áp vào cái tiêu chuẩn phía trên này, bệnh nhân huyết áp tâm thu dưới 90 á, thì chúng ta sẽ không đủ để mà chúng ta chẩn đoán sốc, trong khi là bệnh nhân đã có sốc thật sự rồi đó. Thành ra chúng ta sẽ áp dụng một cái tiêu chuẩn ở dưới, đó là bệnh nhân giảm huyết áp tâm thu dưới 40mm thủy ngân so với trị số ban đầu. Ví dụ như trường hợp này bệnh nhân 160 và giảm xuống 100, bệnh nhân đã giảm hết 60mm thủy ngân rồi, thì cái đó chúng ta cũng vẫn chẩn đoán được bệnh nhân tình trạng tụt huyết áp. Và bệnh nhân tụt huyết áp này thường ở trong sốc này thì thường sẽ có kèm theo tình trạng là nhịp nhanh. Thì khi mà huyết áp tụt thì thường tim nó sẽ phản ứng là bằng cách là tăng cái nhịp tim lên để đảm bảo cung lượng tim. Thì thường triệu chứng một huyết áp tụt sẽ kèm theo mạch nhanh. Huyết áp tụt thì dẫn đến tình trạng giảm tưới máu mô, giảm tưới máu các cơ quan. Thì khi đó cơ thể nó sẽ có một cơ chế để bù trừ, đó là nó sẽ co các mạch ở ngoài biên để nó tập trung máu để nuôi các cơ quan quan trọng trong cơ thể, ví dụ như não, tim, thận, gan, đó là những cơ quan quan trọng. Thì khi đó nó sẽ co các mạch ngoài biên để dồn máu nuôi về các cơ quan quan trọng. Khi mà có cái mạch máu này thì bệnh nhân sẽ có biểu hiện, đó là bệnh nhân lạnh, mát hoặc là lạnh. Thì đó là cũng một biểu hiện của bệnh nhân sốc, hoặc là bệnh nhân sẽ có chi mát lạnh, kèm theo là bệnh nhân sẽ có đổ mồ hôi, vã mồ hôi. Lý do là khi đó nó sẽ tăng hoạt tính của hệ thần kinh giao cảm lên, bệnh nhân sẽ đổ mồ hôi rất là nhiều.
Biểu hiện tiếp theo của sốc đó là bệnh nhân sẽ bị thiểu niệu nha. Thì thiểu niệu này đó là do tình trạng giảm tưới máu thận, thì khi đó sẽ làm giảm áp lực lọc ở cầu thận và bệnh nhân sẽ thiểu niệu. Khi mà sốc á, thì bệnh nhân sẽ có tình trạng thay đổi trạng thái tâm thần nha, từ nhẹ tới nặng, do tình trạng giảm oxy đến các cơ quan nói chung, mà ảnh hưởng ở đây là ảnh hưởng tới cơ quan đó là não của chúng ta. Thì khi đó oxy đến não giảm thì nó sẽ gây ra những triệu chứng bệnh nhân, ví dụ bệnh nhân sẽ bị thay đổi tri giác, đầu tiên là bệnh nhân sẽ cảm thấy bứt rứt vật vã nha, và những bệnh nhân chóng mặt sẽ thấy là bệnh nhân rất là bứt rứt nha, sau đó bệnh nhân sẽ lú lẫn dần nha, bệnh nhân mê sảng lơ mơ, hoặc cuối cùng là bệnh nhân sẽ hôn mê luôn nha, tùy theo mức độ thiếu oxy của não. Càng về sau thì mức độ thiếu oxy càng nhiều thì sẽ càng càng có nhiều cái biểu hiện thần kinh nặng hơn. Biểu hiện tiếp theo là nhiễm toan. Thì khi mà chúng ta lấy máu bệnh nhân xét nghiệm á, thì sẽ có thấy tình trạng nhiễm toan trong máu nha. Thì do hai cơ chế gây nhiễm toan bệnh nhân, đó là do sự đào thải lactate ở gan và thận giảm, tức là lượng máu đến đến gan và thận giảm, đồng nghĩa với cái chuyện là cái chức năng của gan và thận cũng giảm, do đó giảm đào thải lactate này. Mà cái thứ hai nữa, do giảm cái lượng oxy đến mô thì cơ thể nó sẽ sản sinh ra rất nhiều lactate, do cái quá trình oxy hóa mà theo kiểu yếm khí, tức là mô đang thiếu oxy nên sẽ chuyển hóa năng lượng theo con đường yếm khí, và khi nó sẽ tạo ra rất là nhiều lactate nha. Thì chính cái lactate này sẽ làm cho cơ thể bị nhiễm toan, và những bệnh nhân bị sốc thì đa số là tất cả những bệnh nhân mà sốc thì nó đều có tình trạng là tăng lactate này hết. Và đây là cũng là một xét nghiệm để giúp chúng ta chẩn đoán sốc ở bệnh nhân. Thì chẩn đoán choáng hay là sốc này, chúng ta sẽ có không có một cái sự xử trí nào mà cụ thể hết nha. Tùy theo từng nguyên nhân mà chúng ta sẽ xử trí nha. Chúng ta không có một cái phương pháp chung nào hết nha. Tùy theo nguyên nhân mà chúng ta xử trí, ví dụ như bệnh nhân có giảm thể tích thì chúng ta phải bù thể tích cho bệnh nhân sốc phản vệ chúng ta phải sử dụng các loại thuốc mà để điều trị phản vệ, mà là bệnh nhân choáng tim thì tùy theo nguyên nhân mà cái choáng tim nó chúng ta phải giải quyết. Thì xử trí choáng này là phải xử trí cái nguyên nhân của nó ha. Ví dụ như đây chúng ta sẽ có một cái phác đồ điều trị giảm choáng giảm thể tích. Thì khi mà bệnh nhân có choáng giảm thể tích thì mình sẽ có những cái chẩn đoán, ví dụ như huyết áp tâm thu dưới 90, huyết áp trung bình dưới 60 ha. Thì khi đó lactate tăng trên 4 mmol, thì cái đó tùy theo cái nguyên nhân mà chúng ta phải xử trí. Ví dụ như bệnh nhân mất dịch thì chúng ta bù dịch cho bệnh nhân, ví dụ bệnh nhân nôn ói nhiều, bệnh nhân bị tiêu chảy, bệnh nhân mất dịch thì chúng ta bù dịch cho bệnh nhân. Ví dụ như bệnh nhân choáng nhưng bị mất máu thì chúng ta phải bù máu cho bệnh nhân. Thì đó là những cái nguyên tắc mà chúng ta bắt buộc chúng ta phải tiến hành tùy theo cái nguyên nhân. Ví dụ như ở đây chúng ta phải đặt những cái mục tiêu, ví dụ như ở đây là bệnh nhân mất máu thì phải làm sao bổ sung máu cho bệnh nhân có cái lượng HB trên 9 gam trên đề xí lít, hoặc là huyết áp trung bình đặt mục tiêu là phải trên 60 mm thủy ngân. Thì đối với những trường hợp mà sốc nhiễm trùng á, thì nguyên tắc chung của chúng ta là chúng ta phải thiết lập cái đường truyền và cho bệnh nhân thở oxy nếu cần, và chúng ta truyền dịch cho bệnh nhân vào, và chúng ta sử dụng các loại thuốc vận mạch, ví dụ như ở đây thuốc đầu tay để điều trị sốc nhiễm trùng là noradrenaline. Thì noradrenaline là một loại thuốc vận mạch mà nó kích thích vào thụ thể alpha, bởi vì cơ chế của sốc nhiễm trùng nó là do bệnh nhân bị giãn mạch, và các bạn biết là thụ thể mà gây cái tình trạng co mạch ở bệnh nhân nó là thụ thể alpha ở trên mạch, thì noradrenaline nó là thuốc để kích thích thụ thể alpha, nó sẽ làm cho bệnh nhân co mạch lại, nó sẽ đối nghịch với cái tình trạng mà giãn mạch của bệnh nhân đang có. Vì do đó noradrenaline là thuốc điều trị đầu tay của sốc giảm thể tích, sốc nhiễm trùng. Nếu như mà noradrenaline không đủ để nâng huyết áp bệnh nhân lên thì chúng ta có thể sử dụng thêm dopamine. Và sau khi chúng ta giải quyết cái chuyện mà nâng huyết áp cho bệnh nhân bằng các cái thuốc vận mạch cũng như là bù dịch cho bệnh nhân, thì cái việc chúng ta phải điều trị tiếp theo là tùy theo cái nguyên nhân nhiễm trùng mà chúng ta phải giải quyết nguyên nhân nhiễm trùng đó. Bởi vì khi mà còn nhiễm trùng thì vẫn còn tình trạng sốc ở bệnh nhân, chúng ta phải giải quyết ổ nhiễm trùng nó. Ví dụ bệnh nhân có viêm phổi thì mình sẽ
điều trị viêm phổi bệnh nhân. Ví dụ mình có nhiễm trùng tiểu thì mình sẽ điều trị nhiễm trùng tiểu, bất cứ nguyên nhân nào nhiễm trùng ta giải quyết hết. Và chúng ta sẽ lựa chọn kháng sinh tùy theo nguyên nhân đó, và nguyên tắc sử dụng là sử dụng kháng sinh diệt khuẩn luôn và sử dụng liều cao ngay từ đầu. Lý do nhiễm trùng mà gây ra tình trạng chó nhiễm trùng là một cái nhiễm trùng rất là nặng, cho nên chúng ta phải sử dụng kháng sinh phổ rộng diệt liều cao ngay từ đầu, hoặc là kháng sinh diệt khuẩn chứ không được sử dụng kháng sinh kiềm khuẩn. Có thể sử dụng thêm các cái loại steroid, có nghĩa là những cái hormone ví dụ như là những cái chất corticoid ví dụ như là methylprednisolone, hay là chúng ta sử dụng cái hydrocortisone mà chúng ta giúp nâng huyết áp bệnh nhân lên. Kiểm soát nguồn nhiễm, ví dụ như bệnh nhân bị nhiễm trùng từ một cái ổ áp xe nào đó đi, thì chúng ta bắt buộc phải phẫu thuật để mà chúng ta rạch cái ổ áp xe, dẫn lưu áp xe đó ra để giải quyết cái nguồn đó. Nếu mà còn bệnh nhân còn cái nguồn nhiễm thì cho dù chúng ta sử dụng thuốc, chúng ta sử dụng mật mạch thì nó chỉ là biện pháp tạm thời thôi, không có thể mà làm điều trị dứt điểm được. Chúng ta bắt buộc phải kiểm soát cái nguồn nhiễm này bằng các phương pháp ví dụ như nội khoa hoặc ngoại khoa gì đó. Các xét nghiệm chúng ta cần để mà làm trong sốc những nhiễm trùng này, chúng ta cần phải có công thức máu để coi bệnh nhân có nhiễm trùng hay không ha. Cấy máu bệnh nhân thì cấy máu là giúp cho chúng ta phát hiện được cái vi khuẩn, nó là từ nguyên khuẩn là loại gì, rằm âm rằm dương, cụ thể là con gì luôn. Rồi có thể là chúng ta sẽ có được cái kháng sinh đồ, còn cái vi khuẩn nó nhạy cái kháng sinh nào chúng ta sử dụng. Và chúng ta theo dõi lát tát máu để đảm bảo coi tình trạng tưới máu mô của bệnh nhân như thế nào ha. Nó là một cái xét nghiệm vừa để cho chúng ta chẩn đoán choáng nói chung và choáng nhiễm trùng nói riêng, và cũng như là một cái xét nghiệm này cho chúng ta theo dõi bệnh nhân. Và chúng ta đến một cái phác đồ, đó là phác đồ sốc phản vệ. Thì cái này anh mong là các bạn sẽ nắm được, bởi vì cái này đối với anh là cái phần chính của các bạn, bởi vì sau này các bạn sẽ không gặp những, khi mà các bạn hành nghề các bạn sẽ không gặp chó nhiễm trùng, mà cũng không gặp chó nhiễm thể tích như thế, tại vì cái đó là liên quan tới nội là nhiều. Còn đối với bạn nha thì các bạn sẽ gặp một trường hợp chó mà các bạn có thể gặp trong đời là chó phản vệ. Chó phản vệ nha, nói với các bạn tất cả các loại thuốc mà đưa vào trong người nha, từ những cái viên thuốc là đơn giản ví dụ như paracetamol, hoặc là những cái thuốc kháng sinh, hoặc là đặc biệt là thuốc tê, là những cái thuốc mà rất là dễ gây chó phản vệ. Thì khi mà bệnh nhân có chó phản vệ rồi thì các bạn bắt buộc phải biết cách để xử trí, bởi vì chó phản vệ này anh đã ban hành thành một cái thông tư của Bộ Y tế ban hành ra luôn rồi về hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốc phản vệ. Các bạn có thể đọc kỹ hơn, và anh nghĩ là các bạn nên đọc thật kỹ cái thông tư này, nó sẽ liên quan tới các bạn rất là nhiều. Bạn phải đọc cho biết, đó là cái thông tư của bạn lên mạng, các bạn gõ vào thông tư về chẩn đoán và điều trị sốc phản vệ Bộ Y tế thì các bạn sẽ có một thông tư rất là dài, các bạn đọc nó thì anh sẽ tóm gọn cho các bạn. Thì cái bản này anh cũng lấy từ cái thông tư đó ra, đây là một cái bản tóm gọn cho các bạn về chuyện này, giống như một cái lưu đồ mà chúng ta xử trí sốc phản vệ cho bệnh nhân. Sau này người ta không còn gọi là sốc phản vệ nữa mà ta gọi là tình trạng phản vệ, bởi vì người ta sợ cái tình trạng là mình chẩn đoán quá trễ, khi mà bệnh nhân có sốc mình mới điều trị, thành ra người ta chỉ gọi là phản vệ thôi, để bỏ chữ sốc đó ra để mà chúng ta có thái độ xử trí kịp thời hơn, không đợi bệnh nhân có sốc chúng ta mới xử trí, tôi xử trí ngay từ đầu luôn. Và cái lưu đồ này các bạn cần phải nắm, và các bạn sẽ thấy cái lưu đồ này á, nó nằm rất là nhiều ở trong các cơ sở y tế ha. Các bạn đi bệnh viện các bạn để ý xíu là các bạn sẽ thấy chỗ nào cũng có hết, các khoa thế nào cũng có cái lưu đồ này, và thậm chí là ở trong các cái hộp thuốc chống phản vệ á, cái hộp thuốc cấp cứu á đều có cái lưu đồ này sẵn hết, dán trên sẵn trên hộp thuốc luôn. Do đó và trong những cái phòng nha thậm chí là người ta cũng dán những cái lưu đồ này, và trong những cái phòng nha là cũng có luôn cái hộp thuốc để mà xử trí sốc phản vệ luôn. Bởi vì cái này khi mà bạn sử dụng thuốc tê là đồng nghĩa với các bạn có nguy cơ, bệnh nhân có nguy cơ gặp sốc phản vệ này. Thì sốc phản vệ này nó sẽ biểu hiện bởi ở rất là nhiều các cơ quan khác nhau, ví dụ như thường hay gặp nhất, biểu hiện đầu tiên gặp thường hay gặp nhất là da. Bệnh nhân có thể có ngứa, bệnh nhân có thể nổi mề đay, hoặc bệnh nhân có thể phù mặt lên. Ví dụ sau khi các bạn
gây tê cho bệnh nhân, chuẩn bị nhổ răng hay là làm một phẫu thuật gì đó, thì các bạn gây tê xong vài phút sau hoặc là 5-10 phút sau gì đó, các bạn thấy bệnh nhân tự nhiên nhân nổi mẩn ngứa đầy hết luôn, nghe, bệnh nhân bắt đầu nổi những cái mề đay hoặc là bệnh nhân phù phù ở mặt ở ở cổ, thì khi đó các bạn biết là bệnh nhân đã có phản ứng với thuốc rồi đó, có phản ứng phản vệ với thuốc rồi, thì nó chúng ta phải xử lý liền. Hoặc là bệnh nhân sẽ có những biểu hiện nặng nề hơn, ví dụ như bệnh nhân khó thở, hoặc là bệnh nhân bị đau bụng, bệnh nhân nôn ói, hoặc là bệnh nhân bị tụt huyết áp, thậm chí là bệnh nhân nặng nề quá, bệnh tụt huyết áp nặng quá, bệnh nhân có thể mất ý thức, đúng không? Hoặc là nặng hơn nữa, bệnh nhân có thể bệnh nhân vào cái trạng thái là bệnh nhân ngưng tim luôn. Thành ra khi mà chúng ta sử dụng các cái thuốc, chúng ta thấy bệnh nhân có những biểu hiện đó là chúng ta cần phải cảnh giác ha. Đặc biệt là khi ở tốt nhất là nên ở những cái triệu chứng ban đầu còn nhẹ chúng ta xử trí ngay. Thì ở đây nó sẽ phân làm 3 mức độ. Độ nhẹ, độ 1 hay là độ 1, nặng độ 2 và nguy kịch độ 3. Ở đây nó còn có một độ đó là độ 4. Độ 4 nó sẽ tương đương với chuyện hô hấp tuần hoàn. Thành ra nó sẽ có một cái phác đồ cấp cứu ngưng tim hô hấp tuần hoàn riêng rồi, giống như hồi nãy anh đã hướng dẫn các bạn rồi đó. Thì nó sẽ không đưa vào trong đây. Nó sẽ giúp cho chúng ta xử trí những trường hợp mà bệnh nhân không ngưng hô hấp tuần hoàn, độ nhẹ, độ nặng và độ nguy kịch 1, 2, 3. Thì độ nhẹ chỉ biểu hiện ở da thôi, độ nhẹ thường hay gặp nhất, bệnh nhân sẽ có mề đay, bệnh nhân có ngứa, có phù mạch. Và khi đó thì xử trí đầu tiên của chúng ta là chúng ta cho bệnh nhân tiêm một cái diphenhydramine và cái methylprednisolone này. Thì chắc chắn trong cái hộp thuốc ở các cái cơ sở y tế, thậm chí là các cái phòng nha tư thì bắt buộc phải có cái hộp thuốc này hết. Thì trong đó chắc chắn là phải có cái methylprednisolone này. Thì hàm lượng của cái lọ thuốc đó là khoảng 40 mg, là 40 mg. Thì một người ở đây chúng ta sử dụng là từ 1 tới 2 mg trên ký. Thì một người bình thường thì dao động 5-60 kg, thì các bạn sẽ tiêm là khoảng từ 5-60 mg nha. Tới nếu mà xài ở liều 2 mg thì từ 100 tới 120. Thì do đó các bạn sẽ thường các bạn sử dụng khoảng 2 lọ là được nha. Hai lọ 40 là 80 mg này là vừa. Và diphenhydramine này là 1 mg trên ký, thì một ống là khoảng 10 mg. Thì khi đó các bạn sẽ sử dụng có thể tùy theo, ví dụ bệnh nhân 50 kg thì sử dụng 5 ống, 60 kg thì sử dụng 6 ống, bởi vì một ống là 10 mg. Sau khi các bạn xử trí này, bạn phải theo dõi sát bệnh nhân, và tốt nhất là các bạn đưa bệnh nhân đến ngay cơ sở y tế. Sau khi xử trí xong rồi, chúng ta đưa bệnh nhân đến ngay cơ sở y tế, và các bạn mang theo cái hộp thuốc đó theo luôn, và các bạn gọi cấp cứu. Rồi chúng ta sẽ những trường hợp mà nặng nề hơn, ví dụ phản vệ độ 2, bệnh nhân bắt đầu có đau các triệu chứng về hệ tiêu hóa, hệ hô hấp và hệ tim mạch, ví dụ như bệnh nhân có mề đay, kèm theo bệnh nhân có khó thở, là bệnh nhân có đau bụng, nôn ói, bệnh nhân có lo loạn ý thức, thì khi đó mình xử trí bằng cách là mình sẽ tiêm adrenaline cho bệnh nhân. Thì tiêm adrenaline thì mình sẽ tiêm bắp cho bệnh nhân. Tiêm bắp. Thì đối với người lớn chúng ta sẽ sử dụng 1/2 ống. 1/2 ống để chúng ta tiêm bắp cho bệnh nhân. Thì ống adrenaline này là 1 mg. Ống đó là có chứa 1 mg adrenaline trong đó, thể tích là 1 ml. Và chúng ta sẽ tiêm 1/2 ống cho bệnh nhân và chúng ta tiêm bắp. Tiêm bắp này chúng ta, người ta khuyên là chúng ta sẽ tiêm ở mặt trong của đùi, mặt tiêm bắp ở mặt trong của đùi. Lý do là cái vị trí này nó hấp thu adrenaline nhanh nhất, thì chúng ta nên tiêm vào vị trí mặt trong của đùi. Ở cơ delta chúng ta thường hay tiêm bắp, thường hay tiêm cơ delta thì nó sẽ chậm hấp thu hơn. Chúng ta cứ bẻ 1/2 ống chúng ta tiêm vào, thì sau 3 tới 5 phút mà chúng ta đánh giá và bệnh nhân vẫn còn có triệu chứng, ví dụ bệnh nhân vẫn còn đau bụng, bệnh nhân vẫn còn khó thở, bệnh nhân vẫn còn lơ mơ gì đó, rối loạn ý thức gì đó, chúng ta tiếp tục tiêm cứ mỗi 3 tới 5 phút chúng ta tiêm. Nếu như sau 2 lần chúng ta tiêm bắp mà không được nữa thì bắt buộc chúng ta phải truyền, hoặc là ở mức độ bệnh nhân nặng á, mức độ nặng bắt buộc phải tới đường truyền rồi. Thì cái này nó rất là khó cho các bạn. Nếu như các bạn làm ở các khoa, ví dụ như các bạn làm ở khoa răng hàm mặt, hoặc là các bạn làm ở cái phòng nha, thì khi mà các bạn muốn tìm được đường truyền mà các bạn truyền giá adrenaline á thì rất là khó. Thành ra các bạn cố gắng, các bạn xử trí ở mức độ là tiêm bắp lần này ha, và cố gắng
đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất càng nhanh càng tốt, có thể là gọi gọi cấp cứu rồi chúng ta, nhưng mà gần đó chúng ta sẽ đưa thẳng bệnh nhân tới cấp cứu luôn. Nếu mà bệnh nhân nặng, độ nặng, chúng ta sẽ xử trí bằng cách là chúng ta tim mạch cho bệnh nhân. Thì ở người lớn chúng ta sẽ pha loãng ra, chúng ta pha loãng ra một ống adrenaline, chúng ta rút vào một bơm tim 10, thì nó sẽ có 1 mg trong đó, mà chúng ta rút thêm 9 ml nó cất nữa, thì mỗi lần chúng ta tim mạch bệnh nhân nó sẽ tiêm 1 ml vào, 1 ml vào, và đối với người lớn thôi, còn trẻ em thì chúng ta không có tim mạch, chúng ta chỉ tim bắp thôi. Như vậy là các bạn sẽ gặp những trường hợp mà chúng ta sẽ không lấy được ven của bệnh nhân, thì khi đó các bạn có thể là các bạn tiêm bắp cho bệnh nhân cứ mỗi 3 5 phút mà cứ tiêm bắp đến khi nào cấp cứu đến, và đến khi nào các bạn phải chuyển bệnh nhân đến cái cơ sở y tế á, thì chúng ta cố gắng xử trí ở mức độ tiêm bắp này. Thì các bạn, đây là cái lược đồ chung để cho các bạn tiếp cận bệnh nhân chó phản vệ. Thì khi các bạn lưu ý là khi mà các bạn đứng trước một bệnh nhân với vừa sử dụng thuốc với chúng ta, nó vì tiêm thuốc bệnh nhân hoặc cho bệnh nhân uống thuốc gì đó, thì các bạn phải cần để ý những cái dấu hiệu. Khi bệnh nhân có ngứa, có mì đay, hoặc bệnh nhân đột ngột, bệnh nhân có khó thở, bệnh nhân có đau bụng, có nôn ói gì đó, bệnh nhân có tụ huyết áp gì đó, thì chúng ta bắt buộc phải xử trí ngay lập tức. Nếu như ở mức độ nhẹ thôi thì cần đi diphenhydramine và cái methimazole này là đủ. Và chúng ta chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt. Nếu như mà chúng ta không có chưa kịp đến cơ sở y tế, nếu mà bệnh nhân chuyển thành độ 2 rồi, bệnh nhân nó có cái triệu chứng hô hấp nặng nề, bệnh nhân có tiêu hóa nôn ói gì đó, thì chúng ta tiến hành tiêm adrenaline luôn. Bởi vì các bạn khi các bạn tiêm adrenaline, ví dụ như lỡ như bệnh nhân thực sự không phải là sốc phản vệ á, mình tiêm cái móc adrenaline cho bệnh nhân cũng không có ảnh hưởng gì tới tính mạng bệnh nhân hết. Nhưng mà nếu như mà mình nhát tay mình không tiêm adrenaline cho bệnh nhân thì có thể bệnh nhân sẽ chết. Thành ra chúng ta phải cần phải nhận diện được cái phản vệ này và chúng ta xử trí sớm.